bạn. Lại tiếp tục mình sẽ review lại cho các bạn xem có mấy tác phẩm ở đây, cái vườn cây này nữa các bạn. Mình có thấy một cái gốc xanh, tức là có một cái tượng mà cá quá rồng nữa các bạn. Gốc xanh người ta làm cho nó bám vô một tượng rất là đẹp luôn các bạn. Tí nữa mình review cho các bạn xem. Bây giờ trước mắt là mình review một cái gốc lục vừng, phải nói là rất là đẹp luôn các bạn. Các bạn nhìn thấy những cái bộ rễ của nó cũng rất là tuyệt vời. Một cái thế dáng cũng ngoằn ngoèo, cũng khá là đẹp luôn các bạn. Tay cành cũng rất là đều. Nó cũng có một cái khéo đó các bạn, đó là cái phần gốc của nó sẽ đổ ngang. Ngang qua rất là đẹp luôn các bạn. Gốc lục vừng này cũng khá là hay, cũng nhỏ thôi, chiều cao tầm khoảng 1 mét thôi các bạn, rất là đẹp. Nhưng mùa này thì không có bông nha các bạn. Khi cho bông, nó sẽ cho bông thì nó rất là đẹp cho một tác phẩm luôn các bạn. Đây các bạn thấy cái phần thân của nó, nó cong nó rất là hay. Và đi một cái phần gốc đó các bạn, nó rễ của nó. Rất là đẹp luôn các bạn. Rồi tiếp tục cho các bạn xem một cái gốc hoa giấy. Hoa giấy cũng rất là tuyệt vời. Đó, các bạn thấy cái phần gốc của nó rất là đẹp, trên một cái chiếc chậu khá là nhỏ gọn thôi các bạn. Và thân thì cũng rất là to luôn các bạn, cái hoành của nó cũng rất là lớn. Nó lên trên tay cành cho một cái dáng bay, cũng đang được uống nắng đó các bạn, và nuôi dưỡng nó đổ ngược lại thành một cái dáng bay, các bạn thấy không, rất là chi tiết. Đây mình cận cảnh cho các bạn xem cái phần rễ của nó, lấy rễ rất là to, rất là khéo luôn các bạn. À, rất là khéo luôn. Mình chi tiết bốn bên cho các bạn cùng xem cái phần rễ của nó. Nó rất là đẹp. Các bạn thấy nó có tạo ra những cái u bú ở trên thân đó các bạn. Các bạn thấy nó rất là tuyệt vời. Nó cũng vừa cho bông đó các bạn, cũng ít. Bông nó cũng rất là đẹp. Cái màu bông truyền thống. Quá đẹp luôn các bạn. Các bạn thấy cái phần rễ của nó. Quá tuyệt vời, phần rễ luôn các bạn. Tuyệt vời cho một cốc hoa giấy. Rất là đẹp rồi các bạn. Các bạn thấy không, một cái mini cây xanh mà cũng rất là khéo nè các bạn. Để trên một cái chậu. Đây các bạn thấy không, một cái gốc xanh khá là khéo này, mini rất là nhỏ, tầm khoảng một gang tay thôi các bạn. Các bạn thấy không, rất là hay, tác phẩm nhỏ nhưng mà rất là khéo các bạn.
rồi để mình chi tiết bốn bên cho các bạn xem cái gốc hoa giấy đó các bạn. Rồi để đến mình sẽ quay cho các bạn xem một cái cây xanh ôm lên một cái tượng mà cá quá rồng rồi các bạn, nó cũng khá là khéo rồi được các bạn. Đây trước mặt các bạn đây là một cái gốc xanh rất là nhỏ lên một cái tượng là cá quá rồng rồi các bạn. À, các bạn thấy rất là khéo không? Sau nhiều năm người ta bó lại, bây giờ mới cho ra ngoài để mình chiêm ngưỡng đó các bạn. Thấy cái phần rễ nó ôm trong một cái tượng đây, ở dưới là cái quá rồng rồi các bạn, cái tượng. À, các bạn nhìn thấy rất là kỹ. Rễ nó cũng bắt đầu bám vô trong cái tượng đó các bạn. Và đi lên trên tay cành rất là nhỏ gọn. Ở này là tầm khoảng 1 mét thôi nha các bạn. Đó, một cái tượng với lại cây đó, ôm nhau khoảng là 1 mét. Đây lên trên phần tay cành này các bạn. Đây các bạn thấy những cái phần rễ mà người ta uốn nắn lại vô trong cái tượng đó, hầu như là nó cũng bám chặt vô rồi các bạn. Nó bám chặt vô rồi đó. Khá là khéo luôn các bạn. Đó cái phần đuôi. Đuôi quẩy lên. Cái gốc xanh này cũng khá là đẹp các bạn ơi. Gốc xanh này khá là đẹp. Đây các bạn. Mình quay cái phần dưới rồi các bạn nhìn ngắm là cái những cái rễ xanh người ta thắt lại cho nó ôm tượng. Nó siết chặt lại rồi các bạn. Quá đẹp cho một cái tác phẩm đó các bạn. Và cũng một ý tưởng hay đó các bạn. Ý tưởng cũng rất là hay. Đây cái phần đầu rồng rồi các bạn. Thấy không, rễ nó ôm vô. Nó len lỏi vô rất là chặt lại. Mà sau nhiều năm, mình nghĩ sau nhiều năm những cái phần rễ này nó sẽ to ra. Chắc nó sẽ bít đi cái tượng các bạn ơi. Nhưng mà nó đó là cũng rất là giá trị. Rất là giá trị đó các bạn. Thấy cây xanh thì cũng rất là nhỏ thôi các bạn. Nhưng mà mình tạo một cái tác phẩm đẹp. Đó là mới rất là tuyệt vời đó các bạn. Các bạn nhìn thấy trên một cái chiếc chậu gì đó cũng rất là nhỏ thôi. Tác phẩm này sau nhiều năm nữa là rất là tuyệt vời luôn các bạn. Hiện tại thì mình nhìn ngắm thì cũng rất là đẹp rồi. Mà sau nhiều năm nữa là những cái phần rễ nó lớn lên đó các bạn. À, nó sẽ ôm chặt hơn, dày dặn hơn, nó sẽ đẹp ra thêm đó các bạn. Rồi đi tiếp tục nha các bạn. À, có một cái gốc me nè các bạn, cũng khá là đẹp này. Đây các bạn nhìn thấy một cái gốc me cũng khá là đẹp. Tay cành cũng còn đang nuôi dưỡng, riêng phần thân thì quá đẹp rồi các bạn. Đây trên uốn nắng một cái tay bay xuống. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Tác phẩm gốc me này mà sau này nó sẽ hoàn thành cũng khá là đẹp đó các bạn.
Rồi để tiếp tục video nha các bạn, mình sẽ chi tiết cho các bạn xem một cái cây dâu da. Cái cây dâu da này gốc rất là lớn luôn các bạn. Thấy trước các bạn nhìn thấy một cái cây dâu da rất là lớn. Phần khờ gốc nó cũng rất là quái luôn các bạn ơi. Rất là tuyệt vời luôn các bạn. Mình cũng mới vừa biết được và nghe một cái tên và tận mắt thấy một cái cây dâu da đó các bạn. Mình cận cảnh cho các bạn xem những cái phần thân và phần gốc và trên tay cành là các bạn. Có một cái phần thân rất là quái luôn các bạn thấy rất là to, rất là khủng luôn. Đây các bạn nhìn thấy rất là khủng và rất là đẹp cho một tác phẩm. Cây cũng được cắt cù lại tầm khoảng 1 mét thôi các bạn, 1 mét hoặc hơn 1 mét, và tay cành được uốn nắn khá là đều luôn các bạn. Phải nói rất là tuyệt vời. Đây cái lá của nó nè các bạn. Cây này chắc cũng ít có ai được nhận biết lắm các bạn. Hôm nay mình tận mắt mình mới thấy được một cái gốc cây dâu da đó các bạn. Cây rất là già luôn các bạn. Thấy cái phần rễ của nó rất là khéo luôn. Nó phơi lên thành ra một cái lỗ trống cho cái phần gốc. Khá là đẹp. Rất là tuyệt vời đó các bạn. Video đến đây thì mình cũng kết thúc nha các bạn. Hẹn các bạn những video tiếp theo. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ. Rồi, mến chào các bạn.